các cháu còn nhỏ các con nhớ nè, dù các con có học nhiều cỡ nào nhiều nhưng mà các con mà thiếu hiểu biết về cái cách giao tiếp là các con thua. Nhưng mà bây giờ có học bao nhiêu các con cũng không có thể nào mà đủ được với cái tất cả với con người mà các con giao tiếp đạt được đâu. Nên chỉ có cái tâm chân thật, cái tâm nhiệt tình, rồi có thêm cái góc độ thông minh chút nữa thôi là các con sẽ đạt. Tại vì các con không cần suy nghĩ rằng gặp người đó chúng ta sẽ giao tiếp như thế nào hết á. Chỉ cần gặp người đó chúng ta sẽ biết giao tiếp làm sao. Khi con người đạt tới trình độ mà chỉ cần gặp người đó là mình sẽ biết giao tiếp làm sao. Và cái gì không hiểu thì cứ hỏi. Thì dù có đi đến đâu, nước ngoài, nước nào mình cũng bình yên, mình không có cần lo sợ gì chứ. Chắc chắn không có lo sợ gì chứ nha. Tại vì sao? Vì mình đạt được cái chân thật nhiệt tình. Không hiểu thì hỏi, có gì đâu sợ. Ví dụ như mình đi đến cái thang máy đi, thang máy người ta mình bấm mình không biết gì chứ. Mình kêu anh bảo vệ ơi, chỉ em cái coi, thang máy em biết bấm sao anh? Thì ta lại ta bấm giùm cho. Còn đã không biết mà nhào vô bấm bậy bạ, nó dính trong thang máy luôn. Hiểu không? Mình hỏi người ta cái đi. Đó là một cái góc độ cực kỳ thông minh. Người đó rất là thông minh. Thí dụ như cái lanh của mình nó đúng chỗ, đúng nơ. Còn cái lanh mà không đúng chỗ, đúng nơ là bị người ta ghét. Mình rất là khôn, mình rất là lanh luôn. Nhưng mà mình thấy người ta đang nói chuyện quá lanh, mình đừng có nói chứ nha, đừng có nói chi. Tại vì ai cũng lanh, mình chen lanh vô thêm nữa thì nó lanh cả đáp. Thì không có ai để ý được những người khôn trong đó, người khờ trong đó. Mình không có ai để ý được ai được. Đã mình thấy cái chỗ đó nói chuyện nhiều quá, mình nói làm chi nữa, mình ngồi mình chơi còn ngon hơn nữa. Mình cứ nghe họ nói đi, rồi mình cắn hộp dưa đồ chơi, bánh trái mình lụm sạch nhách. Lúc này là lúc ăn, để cho họ nói đi. Chúng ta không có cần nói cái gì hết trơn á. Chỗ này là chỗ nhiều người nói quá rồi, ai cũng dành nói rồi, nói làm gì. Bản thân những Đức nè, gặp người thiếu về lý luận mà nói. Nhưng có những chỗ như Đức không nói một câu. Có những người một câu như Đức cũng không nói. Nó thật luôn. Phật tử người ta quý mến mình quá nên gặp người ta bu lô bu la cho người ta vui. Còn có những chỗ như Đức không nói một câu luôn. Chỗ đó người ta nói hết trơn, nói làm cho nó mệt đi. Cứ ngồi gót nước uống lại rai, bánh trái rồi ăn lại rai. Tại vì chỗ này em cần nói. Hiểu không? Không cần phải nói thì không nên nói cái gì hết trơn. Đó. Nên á, những Đức thường chỉ các cô mà trong chùa, tuy là mình nhiệt tình, mình vui vẻ, mình giao tiếp đồ, mình dạn dĩnh, nhưng mà đừng bao giờ cái dạn dĩnh mà nó không phù hợp chỗ là nó thành thất bại liền. Cái dạn dĩnh mà nó không phù hợp chỗ là nó thất bại đó, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Đó. Nên thí dụ như mình là một người nữ đi, mà người nam ta đang đứng, người ta đang ngồi, mình lại mình đứng, mà mình đứng ngay thẳng ngay mặt người ta, mà mình đứng mà cái kiểu đứng của mình mà nó đứng cao hơn người ta quá đó, là không phù hợp rồi đó. Đứng cao hơn là không phù hợp rồi. Thí dụ như ông thầy ông ngồi ghế, ngồi ghế gì, mình lại đứng ngay trước mặt ông, mình đưa cái ngực ngay cái mặt ông luôn, không phù hợp rồi đúng không? Đâu phù hợp đâu. Thí dụ như nếu mình đứng sau lưng thì ông thầy cũng nói chuyện mới quay qua với mình, không được. Cái đó khó nói chuyện, nói chuyện nó đối thoại nó phải tương đối, hiểu không? Nếu khi vậy thì mình muốn ngồi nói chuyện với ông thầy phải ngồi sao? Đừng quá là sau thầy, mà cũng đừng quá trước thầy, mà nó nằm cái mức cân bằng dưới cái bàn gì nó mà nằm ngay chính giữa, chính giữa điểm giữa của bàn nè. Là ông thầy nói chuyện nghiêng qua là thấy mình vừa, nghiêng qua gì là thấy rồi, nghiêng qua gì thấy rồi. Còn nếu mà mình ngồi bên đây thì ông phải quay qua làm gì? Thì nó hơi xa quá, nó làm cho phải thì nghiêng đầu, thấy chưa? Nó còn nếu mình đứng mình ngồi ngay trước mặt thì đối diện nó quá cái trực diện luôn, không phù hợp, thấy chưa? Còn nếu mình đứng ngay trước mặt ông thầy mà mình còn dựa vô cái bàn, mình đứng mà mình còn dựa bàn, mình đưa nguyên, thấy không? Mình dù mình cao nhưng mà cái bàn này nó lùn đi thì mình bị dựa cái gì? Dựa sát vô nữa thì bị thấy nó kỳ không? Còn gặp mà mình á, mà mình cao một chút nữa thì cái trực diện của ông thầy nè, cái mặt của ông thầy trực diện với cái ngực mình luôn rồi, hiểu chưa? Nó cũng không phù hợp nữa, thấy không? Đời đạo thì cũng vậy nghe. Cái mà giao tiếp là nó phải đặc biệt á. Khi đặc biệt rồi là thấy thương lắm. Khi đặc biệt rồi là thấy rất là dễ thương. Dù người đó xấu nó cũng là dễ thương nữa. Nên những Đức nói cái giao tiếp từ ban đầu là nó sanh ra một cái cảm tình đặc biệt đối với một con người đó, hiểu chưa? Còn thí dụ như bạn người ta tìm người ta, người quen người ta tìm người ta,
Mình là quen biết, mình chỉ đến. Thí dụ như người ta giới thiệu mình thì mình chào hỏi một tiếng. Tuyệt đối mình không có xen vô cái chuyện nói chuyện của người ta. Tại vì người đó là quen người ta chứ không phải quen mình. Nên mình không có đến ngồi mà mình nói chuyện nhiều quá. Vì mình ngồi mà nói chuyện nhiều quá là xen vào chuyện của người ta. Thừa. Nó không có cần thiết, nó là thừa. Hiểu không? Thấy không? Đó là những cái mà giao tiếp nó rất là đặc biệt luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì đúng nơi đúng chỗ. Còn thí dụ như người ta quá cần mình rồi, bạn của người ta mà ta quá cần mình, phải cần nhờ mình để giải thích một số việc, thì mình á, là ngồi một cái vị trí gọi là mình phải biết mình là chủ, là khách. Mình phải hiểu luôn. Thí dụ như người ta là khách mà người ta đi đến nhà mình, mà mình đi làm khách, mình đẩy ta làm chủ là mình cũng thất bại luôn. Mình dở rồi. Thí dụ như giờ các cô trong chùa mình đi, Phật tử người ta ngồi mà mình đi đứng không phù hợp. Nếu nói chuyện với người ta mình có quyền ngồi, vì đây là chủ nhà, mình ngồi để giao tiếp chứ không được đứng. Vì đứng là mình chủ mà thành khách, hiểu chưa? Không phù hợp. Đó là cái không phù hợp. Nên mình lanh, mình nhảy miệng, nhưng mà phải đúng nơi đúng chỗ. Đúng nơi đúng chỗ. Đó. Còn thí dụ như mình là một người nữ, mình gặp một người nam, mình xả ra một nụ cười, nhưng nụ cười mình chuẩn. Nhớ nụ cười chuẩn mà nụ cười không chuẩn nha. Thí dụ như nụ cười không chuẩn đi, đó là nụ cười không chuẩn của người phụ nữ đó. Vừa gặp mà đã xả giao về tình cảm, không chuẩn đó. Nụ cười chuẩn rất là nghiêm luôn. Nó hơi mỉm mỉm chút, nó rất nghiêm luôn. Là người phụ nữ này người ta cho rằng đó là người chuẩn và người khó giao tiếp, nhưng khó. Hiểu không? Đó mới là cái mà người ta muốn tiếp cận mình. Còn nếu như mà mình vừa cười với người ta mà mình đã xả giao qua cặp mắt tình cảm, đó là cái mà người đàn ông người ta nhìn mình qua cặp mắt, người ta thấy mình dễ dàng. Hiểu chưa? Nếu người mà hiểu chuyện, người mà thông thái gì xã hội á, người ta sẽ đánh giá mình đó. Đó là những cái giao tiếp cực kỳ quan trọng luôn, chứ không có đơn giản đâu. Đó, thí dụ như bây giờ mình mời khách đến ăn uống, mình mà bưng chén ăn lên mình ăn tá lả âm binh, mình ăn xong mình buông chén mình đi ra, đó là thiếu cái lễ phép, thiếu lịch sự. Tại mình mời khách mình phải ngồi ăn từ từ. Thí dụ những đứa ăn có nhanh cỡ nào nhanh, nhưng nếu là mời khách những đứa ăn rất là chậm, có thể kéo dài thời gian cho người cuối cùng được ăn. Đó là lịch sự khi mời người ta đến. Còn nếu mình là chủ, mình ăn, mình bỏ chén xuống, khách người ta, có những người ai mà dám ăn hoài được. Chủ ăn rồi mình ngồi mình ăn hoài coi kỳ quá. Nên mình làm chủ, lịch sự, mình nghĩ cho người ta, mình ăn từ từ để mình chờ đợi người ta ăn cho no. Mình còn khuyên người ta ăn nha, ăn ngon nghe, ăn nghe tự nhiên nghe. Mình như vậy gọi là bolo bola, đúng nơi đúng chỗ mà người ta thấy thương mình. Tại vì đặc biệt quá, quá nhiệt tình. Rồi á, cái giao tiếp con người từ cái bàn đồ ăn, mình cũng biết kết hợp món đồ ăn nè. Trong 5-6 món đồ ăn mình biết kết hợp món đồ ăn là món này lên trước, món này lên kế tiếp, món đó diện vị, món này kết hợp món này. Mình biết luôn cái mức vậy luôn thì con người mình đạt đến trình độ giao tiếp mà đi đâu cũng thành công, đi đâu cũng là thành đạt. Chắc chắn luôn. Như bản thân của mình sẽ không bao giờ người ta cho mình thiếu trong mọi vị trí. Vì có mình là người ta cảm thấy vui nhất trong cuộc đời người ta. Đây là những cái cực kỳ quan trọng luôn quý vị à. Tại vì sách xưa đều có dạy hết. Chúng ta thiếu số thốn nhất là không được tìm hiểu qua. Những đức nói rằng là nếu xã hội một người nào muốn thành đạt với một cương vị sau này lớn, mỗi tôn giáo phải học được một chút về cách giao tiếp. Những đức có khi đi đến một nơi nào mua đồ, bà chủ bước ra, bà xưng hô nè, chào anh, mua gì anh? Trong lòng những đức nói đúng là người này không hiểu biết cái gì. Cái hình tướng một người tu sao mà chào anh được? Bèo gì cũng chào chú. Là trong chùa. Còn nếu gặp người xuất gia thì xưng thầy, dù cho họ là lâu mau gì kệ họ, xưng thầy với không? Dạ, A Di Đà Phật, con chào thầy, thầy cần cái gì thầy? Thầy cần cái gì chứ không phải là thầy mua cái gì. Mua cái gì là đối với xã hội quá. A Di Đà Phật, con chào thầy, thầy cần cái gì thầy? Rồi ví dụ như các tôn giáo khác mình phải tìm hiểu để ý ra, để rồi mỗi một tôn giáo mình gặp để mình xưng hô làm sao cho phù hợp. Đó, nên cái này là cái cực kỳ quan trọng luôn á. Đừng có nói là xem thường cái này nghe.
Nên những đức nói rằng là quý vị chỉ cần đừng có bị văn tự này chết cứng thôi, đưa cái tư tưởng ra là chân thật, nhiệt tình, không hiểu thì hỏi, cứ là nói chuyện hịch hạc, đơn giản, tự tin. Nhớ là quý vị thành công. Đừng bao giờ mắc sự tự tin với chính mình. Mình mắc sự tự tin là mình sẽ thất bại hoàn toàn. Thường là chúng ta bị một cái tình trạng này là thất bại nè, chúng ta nghĩ mình nghèo, nghĩ mình xấu, nghĩ mình không có văn hóa nhiều, không có trình độ nhiều. Nên mình thường giao tiếp với người là mình bị giống như là mình bị không tự nhiên được vậy đó, hiểu chưa? Không có được tự nhiên. Nhưng mà giờ mình học Phật mình tập lại đi. Tại vì mình không có xin xỏ ai đâu. Mình cứ tự nhiên bình thường đi. Hồi xưa những đứa cũng bị cái tình trạng này đó quý vị. Ngày xưa những đứa cũng bị cái tình trạng này đó. Nên những đức bị rụt rè lắm, hoàn toàn bị thất bại à. Nên những đức nghĩ rằng là con người chúng ta, giữa con người đến với con người, chúng ta phải tự nhiên, mà tự nhiên trong một cái phạm vi nghiêm túc, hiểu chưa? Tự nhiên trong một cái phạm vi rất nghiêm túc. Vậy thì nó rất là đặc biệt luôn. Sự giao tiếp của mình sẽ đạt dữ lắm luôn, nói thiệt luôn. Thí dụ như mình làm vợ người ta mà mình giao tiếp không khéo, chồng mình cũng mất mặt. Bạn của mình mà không khéo giao tiếp, mình cũng cảm thấy mất mặt. Mình làm chồng người ta mà mình không khéo giao tiếp, cảm thấy vợ cũng mất mặt. Giao tiếp với ai cũng bị người ta coi thường. Hoặc là giao tiếp xong rồi là người ta chạy mắt dép. Vậy thì làm sao thành đạt được trong cái công việc làm ăn, hiểu không? Nên mình chỉ cần có lễ phép, nghiêm túc, đàng hoàng, tự nhiên ta nhìn mình ta thấy thương à. Quý vị nhớ nghe, chân thật là dễ thương nhất luôn. Con người dù có phát triển cỡ nào nhưng cái chân thật nó vẫn đi vào lòng người 100% luôn. Quý vị có phát triển cỡ nào đi chăng nữa, chân thật vẫn đi vào lòng người. Mà chân thật là thông minh nhất. Chân thật là thông minh nhất luôn, 100% luôn. Quý vị tìm bao nhiêu quyển sách để học ra cái thông minh, dạy quá. Chân thật là thông minh nhất. Mà chân thật sẽ được rất nhiều người thương. Quý vị chân thật nhưng mà do quý vị khôn, chứ không phải là chân thật mà ngu. Mình khôn lắm nhưng mà mình lại chân thật. Mình biết hết trơn nhưng mà mình lại rất là chân thật. Đó mới là người thật sự là khôn đó. Tại vì mình khi mình chân thật được nhiều người tiếp mình quá, nhiều người quý mình quá, nên mình lại là người khôn nên mình hiểu chuyện. Vậy thì mình thành đạt dữ lắm. Còn cũng có những người chân thật mà lại vô duyên, có không? Có đó. Chân thật mà rất là vô duyên. Ví dụ như mời người ta ăn, người ta chưa ăn chứ dọn vô, không có nhận thức được cái cảm nhận người ta muốn ăn gì hết trơn á. Mình vừa mời người ta là mình biết người ta ngại, người ta không dám ăn, chứ không phải là không ăn. Cái cảm giác đó mình phải đo lường được luôn nữa, chứ không phải là mời người ta, người ta nói không ăn, cái chân thật có đem vô, đúng không? Còn chân thật mà không nhìn được hoàn cảnh, lúc ta đang nói chuyện cái chen vô nói tầm bậy vô cũng chân thật nữa mà nó vô duyên, thấy chưa? Đó, mình phải nhìn cái câu chuyện đó, mình phải nhìn con người đó, và con người đó họ đang giao tiếp với nhau là giữa họ với họ, mình nhìn là mình biết họ có sự giao tiếp nói chuyện nhiều. Mình không có chen lời nói mình vô được trong lúc đó được đâu, hiểu không? Và có những nơi mà mình thấy mình thừa, mình tránh đi chỗ khác đi. Mình thấy mình thừa rồi, có không? Có những nơi mình thấy mình thừa rồi đó, mà mình phải chờ người ta mời mình đi thì mình quá vô duyên. Mình chỉ cần cảm giác nơi đó mình thừa rồi, mình hãy tự rút lui đi. Đó là một người cực kỳ thông minh luôn đó, chứ không phải đơn giản đâu nghe. Nên cái giao tiếp giữa con người đến với con người, nó là một cái nhân sinh sống mà gọi là nó muôn biến vạn hóa nằm bên trong á, mà thích thú lắm. Nếu như mình học tập được một cái nhân sinh sống rồi, mình thích thú vô cùng luôn. Mỗi vị trí ở đâu mình đều học được chút, nó rất là hay. Học từ con người. Nên những đức nói rằng là cái đầu tiên con mình là phải mở rộng tâm lượng. Vì có người mở rộng tâm lượng thì mới học được. Có người mà không mở rộng tâm lượng thì họ chỉ nhìn một cái phạm vi nào thôi. Họ cho rằng họ phải học một vị cao siêu nào đó, thì cái đứa này là nó chỉ có một cái phạm vi thôi. Còn cái người khi mở rộng tâm lượng là cái phạm vi học của nó rất là mở rộng. Cái phạm vi học của nó là mỗi vị trí, mỗi lúc, mỗi nơi, nó mở rộng ra vị trí học tập. Mà khi nó mở rộng ra vị trí học tập thì tức khắc nó sẽ thành đạt rất là lớn. Thí dụ như những đức chở mấy chú đi vệ sinh răng, những đức ngồi, những đức đợi suốt. Thì trong số anh em đó thì có mấy anh em khi những đưa mấy chú về, thì trong đó có mấy anh em cái ông tự nhiên mấy ông đi bộ về. Đi dọc đường xong những đức gặp mấy ông, những đức ghé xe lại tiếp tục chở về nữa. Chở về xong những đức mới đi dọc đường, những đức nói với chú chạy xe, những đức nói nè: chú này ông thất bại. Nếu ông làm vai trò lãnh đạo thì làm cho mình mất lòng tin. Vì một cái nhỏ thôi ông đã bỏ gì,
Vì thì mai mốt đụng việc lớn ông sẽ bỏ mình. Hiểu chưa? Họ dễ bỏ đi thì họ sẽ dễ bỏ mình. Còn riêng bản thân Nhuận Đức đã chở người ta đi đâu là Nhuận Đức sẽ chở người ta về. Người này phải hoàn toàn tin tưởng mình là mình chở đi, nhất định mình phải chở về. Có chậm cỡ nào cũng phải ngồi đợi thì nhất định mình sẽ chở về. Vì phải đặt vai trò trách nhiệm, đúng không? Quan trọng lắm á. Thí dụ như bây giờ mình mà đã đi với ai, mình đã chơi với ai mà mình bỏ người ta, mình bỏ rơi bỏ rớt người ta, là một người đó thôi là mình đã bị mất uy tín rất lớn trong cái cuộc đời mình rồi đó. Nó giống như cái bài học mà Nhuận Đức đã từng đọc qua. Đứa bé này lúc nào học tiểu học á, mà nó chỉ vô tình ăn cắp, ăn trộm một cây viết chì thôi. Như vậy mà hạnh kiểm của nó bị viết lại, viết lại. Sau này mà đến khi mà nó ra trường đại học á, đi xin việc làm không ai nhận hết. Sau này có một vị này nói thật lòng cho cháu nghe một câu: con biết vì sao con ra trường đại học mà bằng cấp con là loại giỏi mà đi xin không ai nhận không? Vì cái hạnh kiểm của con bị ghi lại. Hạnh kiểm bị ghi lại là lúc còn nhỏ đi học tiểu học lớp 1, con đã từng ăn cắp một cây viết chì. Người ta đánh giá con là còn nhỏ mà đã có tính như vậy. Thì sau này cái tập tính đó lớn lên, nó sẽ ăn cắp, ăn trộm cái loại lớn hơn. Nên người ta không nhận con vì sợ con ăn trộm, ăn cắp. Kinh chưa? Nói chuyện giỡn hả? Đó, bây giờ con cái mình từ khi còn nhỏ luôn, một món đồ vật nhỏ cũng không dám tham tầm bậy của ta nữa. Lụm của người ta là đem trả lại hoặc giao cho văn phòng, hoặc là hiệu trưởng hay là thầy cô. Cái gì mình lụm được đem giao cho thầy cô giáo, con gỡ lại, của bạn nào rớt, cô giáo, thầy giáo thông báo giùm để trả lại cho các bạn, giùm cho con. Một cái hành động đó từ khi còn nhỏ, sau này lớn lên là một con người thành đạt. Và tất cả những hành động đó là hành động kể lại cho người nghe. Chúng ta như bản thân Nhuận Đức còn nhỏ không được như vậy đâu. Không có như vậy đâu. Còn nhỏ Nhuận Đức lụm được cái gì là Nhuận Đức lấy, Nhuận Đức ăn hết trơn. Chứ không bao giờ Nhuận Đức trả lại cho ai đâu, này là nói thật lòng đó. Nhưng mà Nhuận Đức được bổ túc năm 29 tuổi nghe Phật Pháp á. Mà bổ túc đó. Thì Nhuận Đức thấy rằng nếu một đứa nhỏ mà được rèn luyện vậy thì quá tuyệt vời rồi. Thật sự mà nó quá đạt luôn á. Mình là không được rèn luyện như vậy. Nghèo khổ quá, lụm được là lớp liền. Dễ gì mà chúng ta mà đưa cho lại cho người ta. Nên từ nơi đó mà Nhuận Đức dạy các cháu như vậy là vì Nhuận Đức đã học được. Học được đó, nên mình mới thấy được cái thành công của nó. Nên mỗi một con người chúng ta dạy con em là việc rất là quan trọng. Một đứa bé mà nó đụng cái là nó lấy của người ta, cái gì của anh chị em nó cũng giành giật, thì đứa bé này lớn lên ghê lắm. Đứa bé này lớn lên là đối với của cải của cha mẹ để lại là nó tìm mọi cách để nó lấy, nó giật hết. Nên câu đầu tiên là mở rộng tâm lượng là vô cùng quan trọng. Con người mà tâm lượng mở rộng rồi thì đố mà người ta có chuyện mà tham lam của người khác, giành giật của cải với anh em, đúng không? Rồi câu thứ hai là biết thương người. Con người mà không thương con người, bây giờ quý vị hỏi mình có mong người ta thương mình không? Mình đều mong người ta thương mình, mà mình không thương người lấy đâu người ta thương mình. Mình không thương người là đố mà người ta thương mình đó. Nhuận Đức nói 100%. Như Nhuận Đức ở trong chùa mà Nhuận Đức không thương chúng, sao chúng thương Nhuận Đức? Nhuận Đức không lo cho chúng, sao mà chúng lo cho Nhuận Đức? Nhuận Đức không từng chờ đợi người thì làm sao người chờ đợi Nhuận Đức? Cái gì nó cũng có nhân có quả chứ, nghe không? Mình thương người ta, mình đừng có đòi hỏi cái gì nhiều quá, nhưng mà người ta lại thương mình đó. Vì mình thương người ta là người ta sẽ thương mình là chắc chắn 100% luôn. Vô mình có đồ ăn mình cho người ta ăn là nhất định người ta sẽ có đồ ăn ta cho mình ăn à. Nà. Nên mình có món này mình cho người ta ăn miếng, nhất định mình lần sau mình sẽ có cái món lạ người ta cho mình ăn. Dù không cần cũng có nữa, tại vì cái nguyên lý của nhân quả. Mình gieo nhân gì gặt quả nấy à. Nên các con có món đồ ăn đừng có giấu đút. Ví dụ như có cái bánh chạy vô bụi tre ngồi ăn mình. Ta nói ăn này là ăn gì? Ăn với ma. Ăn mình. Có miếng đồ ăn chạy vô cái gốc cây bự thiệt bự núp ăn. Vừa ăn mà vừa cái đầu giáo giác. Sợ ai lạ. Vừa thấy người ta tới cầm nguyên cái bánh bỏ vô miệng. Hỏi làm gì đây à? Làm gì đâu? Hiểu không? Bỏ vô miệng ăn mất tiêu rồi. Đó là tâm tham đó các con. Không có biết nghĩ đến người, mà chỉ biết nghĩ đến mình, đố mà ai nghĩ đến mình. Không có thương người.
hiểu không? Ví dụ như các con là một đứa nhỏ đi học mà nghe, mà sau này mình biết là đứa này sau này thành đạt liền nè. Cái đứa nhỏ này nó đi học, nó vô trường học, tự nhiên trong trường học nó 50 cháu, mà trong đó có một cháu là gia đình mẹ cháu vừa mới chết, cha cháu vừa mới chết, hoặc mẹ đi bệnh viện mà không có tiền khám bệnh, nhà nghèo. Mình biết được nguồn tin gia đình này nhà nghèo. Mình là con người giác quan nhạy bén, tìm hiểu gia đình bạn nghèo, mà sự cố gia đình bạn như vậy, mình không có cái quyền đó. Nếu mình là hiệu trưởng thì mình tương đối, còn nếu như mình không có cái quyền đó thì lợi xin thầy, thầy cô ơi, nhà bạn đó mẹ cha vừa bệnh hoặc mẹ cha vừa chết, con xin cô giáo, thầy cô giáo nêu lên sự việc của các bạn đó để cho mỗi bạn đi học có thể đồng cắt gom lại để chúng con giúp cho bạn, vì một ngày nào gia đình chúng con có khi gì cũng nhờ các bạn giúp giùm. Nếu các con mà là một đứa con nít như vậy thì chắc chắn là đứa này sau này vai trò gì? Lãnh đạo. Chắc chắn luôn, không nói vòng vo chứ. Vai trò đó là vai trò lãnh đạo. Nhân đức để ý rõ ràng. Nhân đức có tố chất lãnh đạo. Lúc Nhân đức vô chùa tu là Nhân đức ưa rủ các bạn bè lắm. Ngày xưa Nhân đức ngoài đời chưa được học nghe. Nhưng mà Nhân đức khi học tư tưởng người xưa, tư tưởng Khổng Tử, Mạnh Tử, Nhân đức mới để ý ra. Thì ra là có tư tưởng lãnh đạo là phải có tư tưởng tập trung con người. Thì khi Nhân đức ở trong chùa là Nhân đức ưa rủ người lại ngồi chơi đưa lên tư tưởng lắm. Thì Nhân đức làm gì? Giết Nhân đức làm lãnh đạo luôn. Thấy chưa? Nếu mà các con đi học mà có cái tính này là hay lắm á. Tại vì trong trường học mình năm bạn, nhất định 50 bạn, thế nào cũng có những bạn nhà nghèo, những bạn khổ. Hoặc là mùa trung thu đến rồi mà gia đình bạn này không được bánh trung thu ăn. Chúng ta tại sao không tập trung lại thầy cô giáo, không tập trung các bạn lại? Trong số lượng tất cả các con có một bạn này gia đình hơi nghèo, chúng ta tại sao không hùng lại gom tiền chút chút lại? Hoặc cô giáo có thể bỏ ra một cái quỹ nhỏ tiền để mua một cái bánh trung thu tặng cho con, gỡ cho cha mẹ con một cái bánh trung thu. Con về hãy cắt miếng bánh trung thu này cho gia đình con ăn. Cô giáo gỡ cho ba mẹ con. Một tấm lòng này thôi nghe, đứa bé này sẽ ấn tượng cả đời luôn. Những đức nói cho quý vị biết, một đứa bé nghèo, nó rất thiếu ăn, quý vị cho nó một miếng đồ ăn, nó có thể nhớ cả đời luôn. Lão Tử năm xưa khi ngài còn nhỏ, gia đình ngài khá tương đối, thì có một đứa bé đi xin, ai cũng xua đuổi nó hết. Chỉ có đúng ngài là Lão Tử đem một miếng bánh đem ra tặng cho bạn bằng tâm cung kính. Về sau Lão Tử gặp nạn là chính đứa bé đó, năm xưa mười mấy năm sau, 20 năm sau, đứa bé đó chịu nạn thế cho Lão Tử để Lão Tử được ra đi. Vậy thấy không? Chỉ một miếng bánh mà cái ơn nó nhớ 20 năm. Thấy chưa? Nên khi người ta ngặt nghèo mà giúp được người ta là cái ơn nghĩa này cực kỳ lớn luôn. Mà bạn tốt là bạn giúp ngặt, chứ không phải là giúp giàu. Tại vì giàu mà giúp thêm gì nữa giờ? Ngặt là càng. Khi người ta nghèo là người ta càng, nhà người ta bệnh đau càng, thì đó là mình càng giúp. Nếu một đứa bé nhỏ mà nghe những đứa nói mà nó có một tố chất này nghe tuyệt lắm, đặc biệt lắm, đứa bé này tuyệt vời lắm. Chắc là lớp học nào nó cũng làm lớp trưởng không? Tại vì tính tình nó đã là như vậy thì làm lớp trưởng chứ làm sao, hiểu không? Nên nếu mà thầy cô giáo mà nghe những đứa mà nói gì, thầy cô giáo nên mở tâm lượng ra một chút đi. Làm được điều này thì trường học của mình, những đứa nghĩ rằng nhiều cháu nhà nghèo sẽ được nhờ. Nhiều cháu nhà nghèo sẽ được nhờ. Nó, ví dụ như giờ cháu này nó rất là nghèo, động viên nó bằng cách là tới năm học mới sẽ lì xì cho con một tập vở viết, một phần quà khích lệ cho con. Thì chắc chắn đứa bé nhà nghèo này nó sẽ nghe lời cô giáo dạy dữ lắm. Tại vì đã ưu ái cho nó. Còn ví dụ như dạy thêm cho các cháu lâu lâu, nấu nồi chè cho các cháu ăn, hay là mua cái gì về cho các cháu ăn, nó sẽ nghe lời mình vô cùng, mình dạy nó sẽ là một lớp học tuyệt vời. Và có khi ngồi lại chúng ta dạy riêng giờ, ví dụ giờ quy định của chúng ta là 45 phút, chúng ta dạy thêm giờ 10 phút, đó là dạy về nhân sinh làm người. Cái nhân sinh làm người này có khi sau này các cháu sẽ thành đạt trong cuộc đời. Và cái 45 phút kia chưa chắc, nhưng 10 phút này sẽ thành đạt. Nhớ những điều những đức đưa lên đó là hoàn toàn là tư tưởng. Những đức nói thiệt chứ, nếu mà trường học mà có một người dạy tư tưởng á, thì những đức nói đúng là trường học tuyệt vời quá. Chắc chắn là rất tuyệt vời. Vì trường học là những mầm non, mà mầm non thì cần phải có người
để tìm ra nhân tài cho đất nước, dạy ra những con người có tư tưởng thì mới là con người đặc biệt cho đất nước chúng ta. Nên thương người là việc cực kỳ quan trọng. Cái thương người không phải chỉ thương người thân mình không đâu, mà tất cả người mình phải có tâm thương người, có tâm thương người. Chính bản thân Nhận Đức á, ngày xưa trên thành phố tuy không biết việc này, nhưng mà lạ thay sau này khi học Phật rồi mới khai thác được những điểm đó. Nhận Đức ưa gặp những người nghèo bán vé số hoặc người đi lụm bọc như Đức ngồi chơi chung lắm. Ngày xưa trên thành phố ưa ngồi dưới hè, ngồi ngay cái đường người ta mà có cái bực á, ngồi chơi. Gặp mấy cái người bán vé số đi xin ăn là ưa kêu là ngồi chơi, ngồi ăn uống gì ngồi chơi, nói chuyện cơ khơ vậy đó. Hỏi han gì cái việc bán vé số của họ làm sao, đi lụm bọc của họ làm sao. Mà vậy đó mà khai thác được từ con người nghèo đó nghe quý vị. Hay lắm á. Các con sau này đừng bao giờ cho rằng mình là đỉnh cao của học tập, mà coi thường người đi lụm bọc bán vé số. Cuộc đời các con chưa có khả năng cầm vé số đi bán mà sao bằng họ. Khả năng của các con chưa có khả năng đi lụm bọc mà sao hơn người ta. Tại sao không học? Nên đi tìm hiểu cái khổ của người ta, để rồi mình biết chích cái quỹ giàu của mình ra một chút để tặng cho người ta. Đó là thương người đó. Nó, rồi mình dạy con mình bằng cách dẫn con đi ra chợ mua một cái bánh cam cho con. Nè con, mẹ mua bánh cam cho con này con. Nhìn xuyên qua, có một bạn đi bán vé số cỡ trạng tuổi con mình. Đặt vai trò mẹ của bạn đó, nhìn bạn đó bán vé số sẽ đau lòng. Như bản thân chúng ta là mẹ, nhìn con mình đi bán vé số mình đau lòng. Thì cái cảm giác người làm cha làm mẹ ai cũng có cảm giác này. Thì chúng ta nên nghĩ cho con mình và dạy con mình bằng cách là mua thêm một cái bánh cam. Con nên cầm bánh cam này qua để tặng bạn đó. Tặng bạn đó, đó là một cái hành động thương người, không được khinh người. Đúng không? Những việc này nó rất là quan trọng luôn, nhớ nghe chưa? Nó, chứ đừng có bao giờ nghĩ con mình mà quên mất tiêu nghĩ cho người ta. Đó là cái hành động chưa đủ phẩm chất thương người đâu. Thương người là phải thương mở rộng ra kìa. Mà mình thương người thì người thương mình nè. Nhận Đức thấy rõ ràng luôn. Nhận Đức thương nhiều người, nhiều người thương Nhận Đức, thấy chưa? Nó bây giờ Nhận Đức không thương Phật tử, sao Phật tử gì chùa đông gì? Và thương người mà có khi mình còn phải mở rộng phạm vi ra là làm sao mình có thể thông cảm được cho người ta nhiều thêm nữa. Cái sự thông cảm đó nó sẽ giúp cho mình sẽ được lãnh nhận rất nhiều thứ tốt trong cuộc đời này. Thí dụ như chùa mình mà có một số các cô nhiệt tình hỗ trợ Nhân Đức. Mỗi lần Nhân Đức giảng pháp thì ngồi phía trên không? Họ sẽ bị nhiều người nói họ lắm. Nhưng mà riêng bản thân họ, Nhân Đức rất là thương. Nhân Đức rất là thông cảm cho họ. Vì Nhân Đức nghĩ rằng không có họ thì làm sao Nhân Đức giảng pháp háo hức được. Họ có thể bị người ta nói này nói kia, trong khi họ nghe hoài nhiều văn tự đó thôi. Nhưng mà họ có thể cố gắng để tìm vị trí phía trước để làm cho những đức giảng pháp háo hức. Đó là những đức thông cảm cho họ và cảm ơn họ. Thật sự mà nói, sống trong cuộc đời này nhân vô thập toàn, chúng ta không thể nào có thể tròn vẹn được hết. Có những phạm vi mà bản thân mình có thể suy nghĩ ra được thì mình cố gắng đi. Chứ ngoài ra mà cái gì cũng đòi hỏi nó phải tròn vẹn hết thì không có được đâu. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà mình biết chọn vị trí làm sao mà mình thành đạt được. Làm sao mà cái thành công của mình mà khi người ta nói đến mình mà mình không bị phiền não. Ta nói đến mình mà mình giống như A Di Đà Phật. Em thích nghe thầy giảng chị ơi, chị thông cảm. Em nghe thầy Đức giảng em mê thôi. Nói một câu xuôi theo, hiểu chưa? Thôi thờ được rồi, cái bà này bà nói đến mức đó mình còn nói bà làm gì nữa cho mệt đi. Đúng không? Mình đừng có diện lý do gì cho nó nhiều mà công mệt quá đi. Em nghe thầy giảng em thích quá. Nghe thầy giảng là trực diện em thích. Nên chị thông cảm cho em. Cỡ nào thì em cũng thích vậy thôi à. Mình trong tâm mình sao đó là chuyện của mình. Không cần thiết mình phải là lý do gì nhiều quá làm cái gì. Đừng có vì người khác mà hãy vì mình trong lúc đó đi. Lúc đó là tôi vì tôi rồi nói gì nữa giờ. Còn nếu mình nói vì người khác ta nói mình đó. Mình nói vì mình á, lúc đó là cái phạm vi đúng. Mình nói vì mình vẫn là hay. Tại vì tôi tham vọng. Tôi thích như vậy. Nhưng lương tâm mình tự mình hiểu. Thì đó là một hành động đặc biệt quý vị. Nó rõ ràng. Người như vậy gọi là người có công phu tu đó. Có công phu tu đó. Chứ không giỡn đâu, hiểu không? Đó,
Nên từ nơi đó mà mở rộng phạm vi thương người ra một chút, trong mỗi lúc mỗi nơi thì hay lắm. Câu thứ ba là hòa thuận với anh em. Cái việc hòa thuận với anh em là việc cực kỳ quan trọng luôn. Anh em mình mà không hòa thuận, đố hòa thuận với ai mất công đi. Hiểu chưa? Anh em mình mà không có hòa thuận, đừng nói hòa thuận với người khác làm gì mất công. Anh em là cha mẹ sinh ra mình còn không hòa thuận đó mà. Hòa thuận là gì? Hòa thuận là anh em mình ghét mình không có ghét anh em mình, là hòa thuận rồi đó. Bây giờ mình nói, mình đòi hỏi là bản thân mình phải làm sao để cho anh em mình phải hòa thuận với mình, không có làm được. Vì cái đó là cái ý nghĩ của người ta. Dù là cha mẹ sinh ra nhưng ý nghĩ của con cái là khác nhau. Mình có quyền hòa thuận, người ta có quyền không hòa thuận. Vì phạm vi của người ta là người ta không chấp nhận hòa thuận với mình. Nhưng mà mình tuyệt đối không bao giờ nghịch với người ta để làm mình khổ. Bản thân mình là hòa thuận, người ta không hòa thuận với mình cũng được. Bản thân mình thương người, người ta có quyền ghét mình. Quý vị nhớ nghe cái này là đúng phù hợp trong cuộc đời này luôn đó. Người ta có quyền ghét mình có quyền không ghét người ta. Đó là hòa thuận. Chúng ta đừng nên đòi hỏi rằng người ta phải thương mình phải thương người ta. Không có đâu. Chúng ta có quyền thương người ta và người ta có quyền ghét mình. Mình có quyền giúp người ta có quyền không cần cảm ơn mình luôn. Quý vị phải nhớ đó. Cái điều đó gọi là hòa thuận rồi đó. Tại vì hòa thuận là mình chứ không phải là đòi hỏi người ta. Đó, nếu mình đòi hỏi người ta thì điểm cao quá rồi, làm không được. Làm không được mà mình lại khổ nữa. Mình lại đi tò mò theo để mà mình năn nỉ nê với họ, mệt lắm, không cần thiết đâu. Đã là nói vài câu thôi. Ví dụ như có cái gì nghịch nhau, nói vài câu xin lỗi chị, mình là người tu mà. Thôi, chị em mình hòa đi. Sống trong một cái thế giới đại đồng cho nó vui đi. Nói không, tao không hòa với mày. Nói cái đó là chị chọn đó nghe, còn em là sao? Rồi, không cần thiết phải vòng vo tam quắc chi cho nó mệt. Lý do làm chi nhiều quá thì, không? Chúng ta dành thời gian cho nó thoải mái tâm tư của mình. Mà mình càng thoải mái họ càng tức. Lạ như vậy. Mình càng vui họ càng ghét. Cứ ghét đi, đó là chất độc mà. Thích để độc vào người thì cứ để vô đi. Có những con người ta không thích để cái tốt vô đâu, mà ta thích để cái độc vô. Mình là người học đạo hiểu rồi, thích để thì cứ để. Nhân bạn chọn, quả bạn chịu. Bạn thích hưởng độc thì cứ để độc vô đi. Đúng không? Tôi đâu có để vô đâu. Bạn để là bạn chịu. Tôi có quyền để cái tốt của tôi. Bạn có quyền để cái gì của bạn. Từ nơi đó đừng nên làm khổ mình quá. Đừng bao giờ học Phật rồi nói trời ơi không quá giải sau này chướng ngại. Chướng ngại là mình á, chứ không có từ bên cái mặt bên ngoài đâu. Mình mới là cái chướng ngại. Chúng ta đã thông rồi là xong. Còn ngoài ra họ muốn cái gì đó là chuyện của họ. Vậy thì quý vị thấy thoải mái chưa? Không có cực quá. Chị em đi tu chung với nhau, lỡ có đụng chạm cái gì, gặp nhau trực diện luôn. Chị em mình hòa đi, chị em mình bắt tay cái đi chị. Mình đi tu chung thầy dạy mà. Bây giờ chị em mình bắt hòa, đó là cái lỗi lầm không nên đâu chị. Mà mọi người ta nhìn mình không hay đâu. Mình là trưởng đoàn nhau. Mỗi người đi tu chung người ta nhìn thấy trưởng đoàn vậy, người ta thấy không hay đâu chị. Chị em mình hòa đi, để mình cùng chung tay nhau dẫn đoàn. Có những vị trí của khu vực chị thì em nhờ chị rước giùm. Còn có những vị trí nào khu vực em, chị cứ nhờ em rước giùm. Chị em mình hòa thuận để cùng dẫn người đi tu đi chị, được không? Bà kia mới nói không. Không. Mày tránh đi cho tao. Mày gọng cái mặt mày nè, tao ứa gan ứa ruột à. Mày lỡ mày nói cái gì vòng vo tao quắc, tao ghét mày lắm mày chứ chưa. Chị nghe chị. Em này là em nói em nói đúng cái lương tâm em á. Mà chị vậy thôi kệ chị đi nghe. Thôi kệ chị, cứ giữ lập trường của chị ha. Thôi thì được rồi, thôi chào chị em đi. Rồi mình cứ bình thường, mình gặp người ta mình cứ Ai Di Đà Phật. Ai Di Đà Phật. Kệ bà làm gì bà làm kệ bà, mình cứ Ai Di Đà Phật. Ai Di Đà Phật là mình gặp người ta là mình chào hỏi thôi, lễ phép là của mình. Còn người ta có đáp lễ hay không là chuyện của người ta. Hiểu chưa? Những việc này quý vị đến với nhau tuyệt vời. Mà lâu ngày cái người mà bực bội kia sẽ nhìn nhận vị khác lại. Họ sẽ thấy mình sao ngu quá. Người ta thì được thoải mái, của mình thì cứ tức hoài. Mà cố gắng đi tìm kiếm người đó đi tức. Đi vô cái bàn ăn, đi vô một cái chỗ ngồi để đi tìm. Con nhỏ nó đâu tiêu à, đâu à, đâu tiêu à. Từng này nó không đi dùng cái thứ. Bởi vậy tao mà gặp mặt là tao bực bội.
mừng thấy ghê, từng này không thấy nó. Nhưng mà từng nào thấy nó cứ là nó cười cũng nhìn, có kìa, vô duyên vậy đó mà đi ghét mà cứ đi để ý người ta. Cái thương và cái ghét á, nó đều là để ý hết trơn á. Thương cũng để ý mà ghét cũng để ý nè. Vì nhớ nè, thí dụ như bây giờ, ngày xưa vị thương chồng với vị vô cùng luôn. Khi vị xa rồi vị ghét họ vô cùng. Hồi xưa thương quá cũng để ý, mà bây giờ ghét quá cũng coi coi bữa nay tuần này có đi không, có đi không. Trời ô con ngồi ăn cơm kìa, dùng cái thứ gì đâu. Vậy đó mà cứ để ý người ta. Mà thấy người ta đứng nói chuyện với cô nào mà vui vui cũng để ý nữa. Trong lòng cũng cảm thấy bực mình thấy ghê. Không được vui thoải mái gì mấy, thấy chưa? Cái đó là cái bệnh của phàm phu. Cái bệnh này bình thường lắm, không có khác, không có lạ gì đâu. Hiểu chưa? Nó dù cỡ nào thì cái món đồ này cũng từng trong tay mình rồi. Dù có buông ra nhưng mà muốn liện ra biển đông chứ không có muốn ai cầm về nhà xài. Đó là tâm ích kỷ của mỗi một con người chúng ta đến với cuộc đời này. Nghe gì thấy thích ghê. Quá thích luôn đúng không? Trong cái cuộc đời con người chúng ta, tại sao chúng ta không có những ngày tháng tuyệt vời? Tại sao chúng ta không có ngày tháng sống vui cho tốt đi? Chúng ta cứ đòi hỏi cái chuyện nó quá đáng quá. À, người ta phải như vậy, mình có quyền như vậy của mình thôi. Chứ mình đừng có đòi hỏi người ta quá. Hiểu chưa? Mình được quyền dạy thôi chứ mình đâu có thể nào bắt buộc người ta được. Nên á, người ta nhìn mình, ta muốn tu là do người ta thích mình, ta thấy mình vui á. Bây giờ tất cả các cô cứ về đây thích nghe những Đức nói chuyện là các cô thích những Đức vui. Quan trọng là vui và những cái điều những Đức nói nó quá phù hợp với mấy cô. À, nó quá phù hợp với tâm tư của mình. À, từ rộng tâm và hẹp tâm nó đều dính hết trơn. Có dính hết trơn thấy chưa? Nó rõ ra là những Đức là người khéo bữa lưới. Nên gọi là cá con, cá cháu, cá mẹ, cá gì cũng dính hết chứ. Hiểu không? Khéo bữa lưới. À. Cả mà cá già mà còn dính mà. Nên từ nơi đó nghe, hòa thuận với anh em của mình và hòa thuận với anh em với người khác. Hòa là từ cái tâm mình, chứ không phải là bắt buộc người khác đâu. Các con phải nhớ, bắt buộc người khác mình sẽ rất là khổ. Vì người ta có cái quyền của người ta mà mình đi bắt buộc người ta là mình sẽ khổ. Nhưng riêng lương tâm mình tuyệt đối không hẳn à. Mình làm được điều này không? Đừng có hẳn ai là được rồi. Đó. Nhân Đức cũng có thể làm được điều này. À. Nhân Đức ngày xưa qua bên kia bệnh á, có một số người không được hòa gì mấy. Có nhiều khi Nhân Đức dùng mọi cách để làm sao hòa lại. Nhân Đức càng dùng nhiều cách thì nó càng phanh phôi phiền phức. Sau này ngồi lại suy nghĩ, Nhân Đức nói rằng chỉ cần nước sông được phạm nước giếng thôi là đủ. Mọi người cứ có cái phạm vi của mình. Giống như ngoài đường xe chạy rất đông, nhưng mọi người cứ lo phạm vi chạy của mình, đừng nên đụng nhau thì phiền phức. Hiểu chưa? Thì thấy ngoài đường xe nhiều không? Nhưng mà ai dạy lắm mới đụng đầu nhau thôi, là có tai nạn, hai bên đều tổn thất. Nên cái dù là đường đông nhưng mọi người phải có góc độ chạy cho khéo, biết tránh nha. Tránh nhau thì chúng ta có thể sống được, không đến nỗi trở ngại gì đâu. Đúng không? Tránh là được rồi. Hiểu không? Đó là cái mà thuận cũng được, mà không thuận cũng duy trì được, không có trở ngại đâu nghe. Cái thứ tư là hiếu thảo với cha mẹ để thành đạt trong cuộc đời chúng ta. Vì người xưa nói câu rất là hay: hiếu cảm đến giờ thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Hiếu là phước lớn nhất. Hiếu với cha mẹ là ruộng phước điền lớn nhất đối với bổn phận làm con. Phải nhớ, người con trong gia đình chân thật hiếu với cha mẹ thì có thần hộ trì, gia đạo này sẽ tai qua nạn khỏi. Các con phải nhớ rằng cái con dịch bệnh nó đi tìm cái người buồn, nó đi tìm cái người bất hiếu. Cái người nào mà ngồi đâu u sầu buồn bã là con dịch bệnh tìm đến. Quý vị công nhận là con dịch bệnh có ai mà thích đem nó về nhà không? Không có ai thích con dịch bệnh đem về nhà hết. Và cũng không ai thích đem một con người âu sầu về nhà hết. Như vậy thì người âu sầu buồn bã nặng nề là phù hợp với dịch bệnh. Hiểu chưa? Nhà Đức hỏi quý vị nè, có ai thương con nít mà bắt hiếu với cha mẹ không?
Có ai thương con nít bất hiếu với cha mẹ không? Đưa tay anh coi. Không. Như vậy có ai thương con nít mà hiếu với cha mẹ không? Đưa tay anh coi. Đó, các con coi đi. Nhiều người đưa tay cao lên đồng tình là con hiếu với cha mẹ là người lớn thương, đúng không? Đó. Vậy thì các con hiếu với cha mẹ các con là các con sẽ được rất nhiều người thương yêu. Và phước của nhiều người thương yêu là phước cực kỳ lớn. Vậy thì cái con dịch bệnh á, nó đi tìm ai? Tìm con bất hiếu. Vì con bất hiếu không ai thương, con dịch bệnh cũng không ai thương. Từ nơi đó con bất hiếu phù hợp với con dịch bệnh. Nó rõ ràng chưa? Một con người vui vẻ là con dịch bệnh muốn đến gần cũng trở thành con dịch bệnh vui vẻ. À, như những đức mà dịch bệnh mà đến gần là dịch bệnh sẽ cười liền. Vì mỗi ngày những đức chọc nó cười theo. Mà đã nó cười cùng với những đức rồi là nó không đến nỗi quá tổn hại những đức, quá nguy hiểm. Hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó mà mình nó vui thì hoàn cảnh mình là vui hết à. Mà vui là giải độc. Nên tại sao quý vị thích về đây? Vì quý vị về đây để giải độc. Đúng không? Nên tại sao các cô về chùa mình mà tính ra 10 năm nay mà những đức thấy các cô càng trẻ hơn ngày xưa. Vì sao? Vì các cô có một vị trí giải độc. Một tuần ở nhà có tích tụ độc. Tại vì hoàn cảnh xã hội bị nhìn nhiều quá. Có thuận thì ít mà nghịch thì nhiều, đúng không? Người ta hơn thua đấu đá với mình dữ quá, nên tâm mình cũng phát ra cái độc, độc tố. Nên mỗi tuần thứ bảy chủ nhật đến đây để giải độc. Nên những đứa thấy các cô càng ngày càng trẻ. Hiểu không? Nên những đức nói cho vi cô nghe là mấy cô đi về chùa mình giết mấy cô không có tốn tiền thẩm mỹ viện, không cần tốn tiền sửa sang sắc đẹp. Nhớ nè, cái sửa sang sắc đẹp nó có tác dụng phụ lớn vô cùng, rút ngắn tuổi thọ và qua phá hoàn cảnh tự nhiên, nghe không? Và cái khả năng mà để mà giúp cho mình vui đó là một cái khả năng điều chỉnh về nghiệp quả. Điều chỉnh về nghiệp quả rất là hay. Cách nay khoảng 3 năm về trước, quý vị để ý những buổi giảng, những đức quý vị nhìn cái răng cửa những đức nó rất là thưa, đúng không? Nhưng quý vị để ý răng những đức không cần niềng, mà răng những đức bây giờ cái răng cửa nó đỡ thưa tối đa luôn, nó khít lại vậy, đúng không? Không. Nó là lòng lành chuyển tướng thay tên. Từ từ nó chuyển tướng rồi thay tên, hiểu không? Nên con người mình chỉ cần hướng đến cái thiện lành thì nó sẽ điều chỉnh cơ thể mình lại từ từ. Có những người lúc còn trẻ nó rất xấu, nhưng mà càng già càng đẹp, là tích tụ được một cái phước đức rất là lớn. Nhưng có những người còn trẻ rất đẹp mà tới lớn tuổi thì lại xấu. Có không? Có một đứa con nít nó rất đẹp lúc còn nhỏ, nhưng lớn lên nó rất xấu. Vì khi nó còn nhỏ nó quá đẹp, được người thương yêu nhiều, mà nó lại kiêu ngạo ngã mạn nên phá đi cái phước đức. Mà phá phước đức là lớn lên nó xấu. Còn một đứa còn nhỏ nó rất xấu, nhưng lớn lên lại đẹp. Vì còn nhỏ nó xấu nhưng mà nó lại hiền hậu, nó có đạo đức, hiếu với cha mẹ, nên lớn lên nhờ phúc đức trang trải cho nó, nên chuyển hóa được thân tướng, nên nó trở thành người đẹp. Một con người mà muốn mình có duyên và dễ thương và đẹp là cái phước á. Cái phước là một cái quang minh để bà họ hộ trì mình, nó bảo vệ mình, ta nhìn mình thấy thương à. Vừa nhìn mình là thấy thương liền à. Những đức nói ngày xưa những đức xin tiền người ta một cắt cũng không ai cho. Nhưng mà bây giờ nhiều người ta thương những đức nên là cái gì đẹp, cái gì ngon là người ta cho những đức. À, có nhiều bà già mà vàng bạc châu báu bà để dành đâu mấy chục năm. Vậy mà bà đem bà đưa cho những đức mà bà gói 15 miếng vải. Kinh khủng chưa? Mà đem đưa cho những đức quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Bà nói là từ xưa giờ con chưa bao giờ đưa cho ai cái này mà con đưa cho thầy. Đó, rõ ràng chưa? Khi người ta thương mình người ta mới cho mình. Thấy không? Nhớ nha quý vị, người ta thương mình người ta mới cho mình nghe. Người ta ghét mình mà một cái cùi xài người ta cũng không cho mình chứ đừng có nói. Chứ đừng nói mà trái xài. Thật sự mà nói thì mỗi một con người đến với cái cuộc đời này, chúng ta bổn phận làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con của mình thành đạt. Nhưng mà rất là nhiều cách mà người làm cha làm mẹ gầy dựng cho con. Có những người người ta rất là giàu, người ta nghĩ rằng đây là của cải vật chất nhiều, rồi gia đình của người ta có địa vị, người ta có thể sắp xếp cho con người ta mọi cách luôn.
nghĩ rằng đó là sự sắp xếp là con sẽ được địa vị như họ. Chưa chắc. Quý vị để ý có những người mà địa vị nó rất là cao, người ta làm chức phận lớn, nhưng mà con người ta lại không làm được gì. Dù người ta có sắp xếp thì con người ta cũng không được gì. Nên cái câu như Đức Thường nói, có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Còn nếu như con mình mà không có phước, dù mình có đặt để nó cũng không được gì. Này là 100%. Nên mỗi một người mà làm cha mẹ mà muốn giúp được con đặc biệt thì mình phải gầy dựng cái phước cho con. Đó là cái quan trọng nhất trong cuộc đời này đó, thì con mới thành công được. Nên những đức nói rằng là trước nhất là tập cho con mình mở rộng tâm lượng. Dù nhà mình thiệt là giàu đi mà con mình tâm lượng hẹp quá. Gia đình của cha mẹ khá giả giàu là do cha mẹ có phước lớn, con tâm lượng hẹp quá, vậy thì đứa con này nó không phù hợp với cái phước duyên mà cha mẹ để lại cho nó, không phù hợp. Vậy thì bây giờ phải rèn luyện cho con mình phải mở rộng tâm lượng ra. Thí dụ như nhà mình giàu là ông chủ bà chủ vậy đó, con mình cũng là cậu chủ cô chủ, nhưng mà con mình phải dạy cho con mình biết thương cái người làm công. Nó phải thương người làm công, dù là một hành động, một cái sự kêu gọi hay là một cái nhờ giả gì, mình cũng phải có cái lễ phép. Chứ nếu như con mình nó ra vẻ chủ cả, nó kêu người ta bằng cái cách mà không có đúng thì nó đâu có phước đâu. Thí dụ như bây giờ giữa con người với con người mà ví dụ mình kêu người ta, thí dụ như bằng cách kêu giống như hách dịch quá, biểu coi cái hành động giống như là nó ra vẻ quá. Những hành động đó của con mình mỗi ngày nó làm cho con mình mất phước báo. Hoặc là nó ăn xong nó kêu này dọn đi, dọn đi, một cái hành động này nó làm cho mất phước báo. Thí dụ như mình dù là làm chủ đi chăng nữa, ông chủ, bà chủ hay là cô chủ, cậu chủ, nhưng mà thí dụ như mình nhờ người ta dọn buổi cơm cho mình đi chăng nữa, cô, chị, dọn giùm em miếng cơm cho em ăn coi. Một lời nói vậy thôi không? Mà nó có một cái sự tôn trọng người ta. Tại vì người ta đi làm cho mình thì người ta phải lo chuyện đó đó. Thí dụ như bây giờ chùa mình đi, có khi những đức lễ lọc hay là chủ nhật này kia, mỗi ngày mấy cô dọn giùm những đức mâm cơm. Khi những đức đói bụng quá, những đức nói cô dọn giùm đức, giùm những đức miếng đồ ăn, đói bụng quá. Câu nói mình chứ quay mình kêu là dọn giùm miếng cơm coi, hay là ngang ngang vậy được, hiểu chưa? Cũng là một lời nói, mà một lời nói có thể được ta thương là mình có phước. Cũng một lời nói mà làm cho ta ghét là mình tổn phước tổn đức mình. Thí dụ như người ta vẫn làm cho mình vì người ta làm công với gia đình mình, nhưng mà cái cách kêu của con mình nó làm cho con mình hết phước hết duyên. Mà khi con mình hết phước hết duyên rồi là thua. Con người mà không có phước không có duyên sao thành công được, hiểu không? Nên từ nơi đó mà dạy cho con mình từ khi còn nhỏ, nhờ giả ai cái gì trước nhất phải dạ thương. Cái những đức hướng dẫn người ta chưa bao giờ dám xưng thầy, mà thường nhờ cái gì người ta thường là dạ thưa trước người ta. Thí dụ đó, mà thí dụ như có những người ta nhỏ tuổi những đức, mà những đức xưng hô với người ta, những đức kêu người ta bằng anh chị, đó là rõ ràng luôn. Người ta những đức thường kêu người ta bằng anh chị không á đó. Chứ mình đâu có mà cái kiểu mà mình nghĩ rằng là mình là ông thầy, mình kêu người ta bằng con. Những đức thấy nên những đức hướng dẫn mấy anh em xuất gia bên cạnh những đức. Những đức nói tuyệt đối không có cái chuyện xưng bằng thầy kêu người ta bằng con đâu. Từ khi đứa con nít á, nó nhỏ hơn mình quá mình mới kêu nó bằng con thôi. Chứ cái chuyện mà mình á, là người xuất gia mới đắp y áo, mình còn trẻ, dù mình là tỳ kheo mà mình kêu với các cụ già bằng con kỳ quá à. Thấy nó hơi lạ lạ kỳ kỳ sao á. Biết rằng là xưng thầy kêu con thì cũng không có sai, nhưng mà các cụ lớn tuổi quá xưng thầy kêu các cụ bằng con rồi thấy nó kỳ quá, đúng không? Nên cái xưng hô quý vị nó gần gũi một chút. Cái văn tự người Việt Nam mình nó gần gũi lắm, nên mình dùng cái văn tự mà nó đơn giản mộc mạc, nó không có quê đâu mà được nhiều người thương. Nhớ nghe, văn tự đơn giản mộc mạc mà được nhiều người thương này quan trọng lắm á. Như đức ý rõ ràng. Thí dụ như mình bước ra ngoài, mình đi đến siêu thị, mình đi đến nơi nào mình quê mình không biết,
mình quê mình không biết thì mình hỏi, người ta thương mình. Chứ đừng bao giờ mà quê không biết mà lại ra vẻ. Đây là tào lao nè, đây là không được ta thương yêu nè. Mình không biết không có, có tội. Hỏi người ta, người ta sẽ dạy cho. Ví dụ như mình đi đến một cái siêu thị nào lớn quá, có những điểm mình không biết, máy móc gì hay là tủ gì mình mở mình không biết, mình nhờ những người mà nhân viên người ta coi ở khu vực đó đó, anh, chị, cô, chú gì đó, mình nhờ người ta, chỗ này tôi không biết, bây giờ muốn lấy đồ trong đó mở thì sao? Mình hỏi vậy đó. Cái cách hỏi mình nó là rõ ràng mình là người không biết, là không biết. Có nghĩa là đã là không biết thì là không biết đi. Chứ đừng có mà nó 5 năm là cái cách nói là giống như là mình biết chứ không phải là không biết, nhưng mà bị quên cái gì, không phải. Mà mình đã là không biết thì đã là hoàn toàn không biết đi. Chỉ giùm tôi này, tôi không biết cái này mở sao nghe. Muốn lấy cái đồ trong đây mà nãy giờ không lấy được á. Người ta nhìn mình là thấy. Tuy không biết nhưng mà cách nói rất là dễ thương. Đúng không? Thì văn tự Việt Nam mình là vậy mà. Đó, mình cứ là tự nhiên bằng một cái không biết, chứ đừng có sợ người ta cho mình là hải lúa bể. Ngày xưa những đức cũng có cái bệnh là cứ sợ người ta chê mình quê. Đó là cái thất bại của những đức ngày xưa đó. Nhưng bây giờ những đức càng học Phật rồi, những đức mới hiểu ra, ô thì ra là giữa con người đến với con người á, cái sự giao tiếp á, mình tự nhiên á, tự nhiên mà nó lại thành hay. Thấy không? Tự nhiên mà lại rất là hay. Đó, chứ đừng có ra vẻ mình là người biết, không cần thiết đâu. Có những cái mình biết mà mình cứ cho mình không biết đi, cứ để cho người ta chỉ mình, tại vì cái khâu là của người ta, nên cứ để cho người ta biết hơn mình đi, dù là cái đó mình biết. Vì mình biết nó không phải phạm vi của mình, nên mình mong cho người ta chỉ dạy mình đi, vẫn là hay hơn là mình ra vẻ mình biết. Lỡ mình biết mà nó không đúng nơi đúng chỗ, nó hơi sai vào cái ý của người ta, cái người ta không vừa bụng mình. Vì cái phạm vi đó là của người ta biết, nên thôi mình để cho người ta biết đi. Đó là mình sống rất vui và sống rất khỏe, sống rất thật mà lại sống được dễ thương. Đó, đó. Nên mình, ví dụ mình con gái, mình đừng có ra vẻ mình là công chúa, hay là ra vẻ mình là người nhà giàu, ra vẻ mình là người không làm động móng tay, ra vẻ mình là người sang trọng. Đừng ra vẻ cái cách đó. Dù mình đến cái nơi sang trọng đi chăng nữa, mà mình có một cái nhân cách mà điềm đạm đàng hoàng, chuẩn chạc, tính nết đâu rồi đó đàng hoàng, mình đi đến đâu mình cũng được người ta để ý mình đặc biệt nhất. Tại vì cái hành động mình nó quá thật, nó quá thiệt, và nó thành ra rất dễ thương. Chứ nó đừng có ra vẻ. Ví dụ mấy đứa gái nhỏ nhỏ đây, nhìn đứa dậy cái con này, đừng có bao giờ mà đi đến vùng miền quê hay đến nhà ta nghèo mà cái kiểu người ta đem đồ ăn ra mà nhìn mà cái cặp mắt cái kiểu như nhúng về, hiểu chưa? Rồi bắt đầu gấp đồ ăn lên, cái nhìn cái để xuống. Đây là một hành động người ta cực kỳ ghét mình luôn. Thí dụ như vùng quê chỗ Nhân Đức đi, người ta dù nghèo nghèo như cái món đồ ăn người ta đem ra là món đồ ăn nhà người ta không có ăn á, đem ra người ta đãi mình đó. Tuy nhà mình giàu, mình coi đồ ăn này bình thường lắm, nhưng mà cái món đồ ăn này là nhà người ta không có ăn đó, mà người ta dám đem ra đãi mình là bằng cả tấm lòng người ta dành cho mình rồi đó. Nhưng mà mình gấp đồ ăn lên, mình coi thường, mình coi rẻ là chạm tới cái tâm của người ta đó, chứ không có giỡn đâu. Nên mình là con người sống trong cuộc đời này, cái góc độ để giao tiếp, cái góc độ để mà nhận thức với con người, đến với con người với nhau, đó là một cái sự thành công. Còn nếu như mình tùy tiện, dù là mình giàu giàu đó, nhưng mà mình sẽ thất bại chứ không giỡn đâu. Mỗi lần đi đến đâu là mình đều tổn phước tổn duyên, làm mình thất bại. Cái này rất là quan trọng đó nha. Chùa mình hôm nay thì mỗi lần sinh nhật á, là những đức á, chính những đức đi ra tiệm bán heo mà lựa heo này luôn á, mua một loại heo luôn, nam nữ gì cũng một loại heo đồng tiền. Heo rất dễ thương. Lúc mình đang không vui cái gì mà nhìn mặt heo là dễ thương. Nhìn heo dễ thương ghê. Heo đồng tiền.
nhìn mặt heo này giống mặt Nhân Đức ghê. Hiểu không? Miếng dễ thương là con nào cũng được, giống ai dễ thương là mình thích à, hiểu chưa? Nó rồi thêm cái máy niệm Phật nữa nghe. Nên mỗi lần sinh nhật là được hai món quà Nhân Đức tặng, rất là ý nghĩa luôn, đặc biệt vô cùng. Nên mỗi lần sinh nhật là nhớ cái câu sinh nhật là để tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ, chứ không phải là đòi quà. Tất cả các cháu phải nhớ, và tất cả mọi người chúng ta phải nhớ ngày sinh nhật của mình, là niệm thêm câu Phật hiệu, làm thêm việc thiện để hồi hướng cầu an cho cha mẹ còn sống và cầu siêu cho cha mẹ đã chết, thì đúng là ngày sinh nhật nha. Nhớ. Rồi bây giờ chúng ta đọc tên của những người mà sinh nhật ngày hôm nay đây. Cô Lập 63 tuổi, cô Minh Xuân 57 tuổi, cô Kim Tiến 49 tuổi, Trần Thị Xuân Trang 54 tuổi, Tô Thị Minh 64 tuổi, Nguyễn Minh Phúc 13 tuổi và Nguyễn Phúc Bình An 3 tuổi. À, bữa nay U64 được không ha? Rồi lên đây Nhân Đức tặng quà, cái đặc biệt là có máy niệm Phật nghe. Nó chiếc máy niệm Phật này là cái lọc đặc biệt. Không về chùa mình học tập, buổi học tập vui vô cùng. Tính ra như một tiếng đồng hồ, như Đức học tập một tiếng đồng hồ đó quý vị. Rồi vậy con à, cúng dường làm gì? Con niệm Phật. À, cúng dường làm tượng Phật. À, rồi con để đó đi con. Kìa con bỏ thùng tam bảo kìa. Bỏ thùng tam bảo con, đúng rồi. Đừng cúng dường những đức, bỏ thùng tam bảo. Nhớ hay nhất là gì luôn. Nếu con nít mà cứ cúng dường đưa những đức, nó thấy mà ông thầy ngon ghê. Tiền mình không dám xài mà cứ đem đưa ổng con. Chắc mai mốt mình đi tu cũng học giống ổng. Thấy không? Với một nữa nó nghĩ kha không hay. Bây giờ cúng dường đưa đến những đức, nhưng những đức chỉ qua cái thùng tam bảo ha, để vô đó đó. Sau này nó không đi đòi tiền mình nữa. Này con, đây cầm chắc nghe con. Ôi ôi, món quà này đẹp quá. À, con heo này cười suốt luôn. À, heo dễ thương quá. Nhìn con heo cái cứ niệm A Di Đà Phật nghe. Nhìn heo cái là niệm Phật à. Tất cả các cháu nhỏ nhớ nè, đi về chùa mình nghe con. Cầm chắc. Không bao giờ nghĩ rằng các bạn các cúng dường tiền cho những đức mà các con không có tiền, các con ngại, không có chuyện này đâu nghe. Các con tự nhiên bình thường à, không có suy nghĩ cái điều đó đâu. Đây nè, còn thiếu hả? À, đủ rồi phải không? Rồi bây giờ chúng ta chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu nè, để tất cả chúng ta đều hồi hướng cầu an cho cha mẹ mình còn sống và cầu siêu cho cha mẹ mình đã mất nè. A Di Đà Phật. 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 À, chắp tay hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. À, mỗi tuần các cháu đến đây được học lớp đạo làm con. À, cái đặc biệt các cháu được niệm Phật rồi được phóng sanh, nên nhiều cháu đến đây sẽ từ khi còn nhỏ. Ví dụ như có những cháu này lớn lên có khi bất hiếu với cha mẹ đó, nhưng mà nhờ đến đây học tập rồi được phóng sanh, được niệm Phật này, nó chuyển cái nghiệp bất hiếu trở thành có hiếu về sau. Và nhiều cháu có khi lớn lên nó sẽ không thành đạt trong cuộc đời, nhưng mà nhờ cái phước báo này mà các con được thành đạt. Và có những cháu mà cái nghiệp lực của cháu nặng lắm, mà nhờ đi đến đây nó chuyển hóa cái nghiệp nặng, nó chuyển thành cái nghiệp nhẹ thôi, cũng có. Nên từ nơi đó mà cái công đức phóng sanh rất là lớn.
Nên tất cả các cháu nhỏ như Đức dạy là từ con ruồi, con muỗi, con kiến, cái con không được giết. Đó là cái tâm mà mình từ bi thì cái phước của con rất là lớn, và sức khỏe tuổi thọ các con kéo dài. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y để quy y Phật, quy pháp, quy tăng cho tất cả những cái con vật này. Và chúng ta đem công đức này hồi hướng cầu an á, trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ của các cháu, và các cháu gia đình luôn luôn có sức khỏe và được bình an hạnh phúc. Và chúng ta hồi hướng cầu siêu cho Cửu Quyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai. Có những cô về đây tu học dẫn các cháu theo, có những cô này cũng từng mang nghiệp phá thai, giống như sanh đứa con này ra nuôi mà đứa con kia thì không đủ duyên phước, các cháu bị mắc đi hoặc là không sinh các cháu. Thì từ nơi đó mà chúng ta đem công đức nguyện hồi hướng cầu siêu cho những cháu vì nghiệp phá thai này. Các con ở lại trong chùa nghe Phật pháp mỗi ngày, được cúng thiết thực cho dùng, nghe như Đức nói chuyện rất là vui, để hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta hồi hướng công đức cho tất cả những người mắc chưa được siêu thoát đều hưởng cái công đức này mà điều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y nè: quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim này các con. A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc ông bà cha mẹ các cháu và các cháu an lạc vui vẻ nha.